Bắt đầu từ 6 giờ ngày mai ngày 1 tháng 1 năm 2021, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ chuyển đổi từ thu phí đầu vào sang thu phí đầu ra đối với các ô tô ra vào khu vực này. Luôn tuyến giao thông nội cảng không có sự thay đổi. Cùng với đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ tiến hành tổ chức sắp xếp lại việc khai thác khách của xe taxi công nghệ và xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi. Khi đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, hành khách nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ này thì di chuyển đến khu vực sân đổ ô tô phía trước nhà ga quốc nội theo biển chỉ dẫn. Đây là hoạt động nhằm thiết lập lại trật tự an toàn giao thông, mỹ quan của cảng hàng không, duy trì môi trường kinh doanh dịch vụ vận tải lành mạnh.